Rồi tiếp tục hôm nay mình đi giao lo ba bát về Vĩnh Long nha các bạn. Đó, đây lo này mình đem về bán cho khách để khách thuê đây. Đây là cái lo ba bát mà mình bán chạy nhất trên thị trường. Nay đem về giao cho bà con ở Vĩnh Long để bà con ở Vĩnh Long để làm dịch vụ cho thuê nha các bạn. Đó. Hôm nay thì mình đi giao tới hai cái lo, một cái lo ba bát ở Vĩnh Long, một cái lo năm tấc đơn ở chợ gạo Tiền Giang. Đó, thì do mấy ngày hôm nay mình nhậu quá bị bệnh nên nghỉ mấy ngày không có đi giao lo. Rồi, tiếp tục đây mình lại hoạt động lại, hôm nay mình đi giao lo để đem âm thanh lại phục vụ cho bà con ha. Đang ở cái đường N2 từ huyện Thạnh Hóa đi về thị trấn Mỹ An của huyện Tháp 10. Thì đây hai bên bà con đều sản xuất lúa vụ 2 đã chín vàng nè các bạn. Ở đây bà con làm lúa trong đê nên thu hoạch vụ đông xuân sớm nè. Lúa vụ 2 năm nay trúng rồi. Vàng hết trơn rồi. Chín vàng đó rồi. Thì các bạn nào mà từ huyện Thanh Hóa của tỉnh Long An đi về hướng Vĩnh Long á, mà muốn đi nhanh á là phải đi đường N2 tới Mỹ An, rồi đi qua Mỹ An khoảng 4 cây số có cái đường quẹo trái về hướng khu du lịch Xẻo Quýt. Khu du lịch Xẻo Quýt thì mình trổ ra quốc lộ 30, từ quốc lộ 30 thì mình đi ra cho cầu Mỹ Thuận rất là gần, không có tốn chạy tiền trạm thu phí, không có đèn xanh đèn đỏ, chạy rất là nhanh. Thì từ Long An, từ Thạch Hóa của mình á, từ chỗ xử lo của mình đi tới Vĩnh Long thì khoảng 1 tiếng rưỡi thôi, còn nếu mà mình đi đường quốc lộ 1 thì nó tới 2 tiếng lận. Đây gọi là đi né trạm thu phí và đi đường tắt nữa. Đường N2 nè, đường này là các anh chị nào mà đi làm công nhân ở Bình Dương á thì đi ngang cái tuyến đường này, thì từ Bình Dương đi về hướng Đức Hòa, Đức Hòa mới đi đường N2, đi đường N2 thì mình sẽ đi ra quốc lộ 30, rất là gần ha. Mình đi về An Giang, Đồng Tháp là đi đường này gần. Đây là mình chạy tới thị trấn của Mỹ An rồi nha các bạn. Đây đường vô thị trấn. Thì cái đoạn đường này thường các bạn chạy đúng tốc độ mình cho phép thôi nha, chứ đừng chạy quá tốc độ. Thì tới cái đường này là đường nó có bảng chỉ dẫn quẹo về quốc lộ 30, thì mình chỉ cần quẹo trái thôi, chạy thẳng một đường nó tới khu du lịch Xẻo Quýt. Từ khu du lịch Xẻo Quýt mình ra quốc lộ 30 mình sẽ đến được Vĩnh Long thôi, rất là gần nha các bạn. Đây là mình đang chạy tới cầu Mỹ Thuận nha các bạn. Thì đây là cầu Mỹ Thuận được xây lâu rồi, do cái lưu lượng xe cộ đi nhiều á nên chuẩn bị đang làm cái cầu Mỹ Thuận 2 nè mình đang. Đây mình đã tới được cái huyện Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long rồi nha các bạn. Đây mình đang chạy lên cầu Dược ngang quốc lộ. Đây mình quẹo vô đường đây cái cổng chùa quá trời bự luôn rồi. Đây là đường huyện. Cái khu này là chắc có chùa của người dân tộc Khmer. Đây, mình thấy cái cổng quá trời bự luôn. Đây là cái cầu Càng Cua thuộc địa phận của tỉnh huyện Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long. Đây, bà con ở đây trồng mít, trồng bưởi, nhưng mà mình thấy trồng bưởi rất là nhiều ha. Hôm nay là ngày Tết của người dân tộc Khmer nên nãy giờ mình cũng thấy mấy đoàn dân
tới xã Đông Thạnh rồi nha. Rồi, từ đường này là tới nhà khách hàng mình còn có 1 km nữa là tới rồi. Cũng rất là hên là nhà khách hàng mình nằm trên cái đường lớn. Nhưng mà thường cái khu vực Vĩnh Long là nó gần với đi xuống Trà Vinh á, là cái lộ nó nhỏ nhỏ không à, nó không có được lớn như mấy cái huyện khác. Đây là mình tới chỗ rồi nha các bạn. Xe của mình đã tới chỗ để giao cái lò 3 bát để cho ông anh với bà chị để cho thuê. Thì ông anh bà chị là làm đại lý nước ngọt, bia nước ngọt. Bia nước ngọt thì sẵn giao bia cái bà con ai có nhu cầu về hát hò cái mình cho thuê luôn ha. Đó, rất là tiện, một công hai việc mà được tiền đó. Bây giờ mình nhờ ông anh với lính mình để khiêng lo vô. Phải bỏ cái lo nằm tắt xuống đây. Mạnh lên. Không nổi thì bỏ ra anh thằng. Không nổi rồi phải không? Đây là cái lo nó rất là lớn nha các bạn. Bề ngang nó tới 1m3 lận. Cái lo này tới 1m3 lận. Đó, rất là lớn. Đó. Đó, rất là lớn ha, bề muốn bằng bề ngang của chiếc xe luôn. Này mình làm chiếc xe kéo, mình kéo và cho thuê rất là hợp lý luôn. Rồi, đẩy lo vô nha. Ông anh mình chơi kiển dữ lắm nha các bạn. Cây mai này là lịch sử luôn á, tàn quá đều quá đẹp. Quá đều quá đẹp luôn. Đây mình quay sơ cây mai cho các bạn xem nè. Mấy cái tay nè. Đó, mấy cái tay mai, cây mai rồi quá trời dữ luôn. Cây mai này chắc còn 10 năm hả? Mười mấy năm luôn. Cây mai quá đẹp luôn. Bông đẹp dữ không con? Dạ. Dạ. Mà ảnh chắc cũng là nghệ nhân quá, ảnh mới là làm được cái mai. Mà thấy cái, mấy cái cầm tay đồ bẻ đẹp quá. Dạ. Lên xe lấy hai cái tem đi. Cái tem xe. Đây là cái lò 3 bát nha các bạn. Thì cái này là ảnh làm chiếc xe lôi bỏ vô là cho thuê là đúng hợp tình hợp lý luôn á. Tính đâu là đi hướng của cái lại hả? Bên Tiền Giang đi qua. Thì Tiền Giang cái lại qua thì tốn trạm thu phí mà nó xa hơn. Cái chỗ anh ở thì nó dạ. Nó hơi xa hơn. Dạ. Này, kêu nó làm hai miếng mấy miếng này cho anh mà nó làm bự quá trời bự. Dán bên hông quá. Bự vậy cho người ta dễ thấy. Đó. Đây là mình làm cho ông anh cái ta tấm này dán vô nè nha các bạn. Dán vô để ảnh dán vô lo để ảnh cho thuê nè. Đây là mình đang kết nối với cái điện thoại với cái lo để cho mở nhạc lên hát. Dạ. Em mới nghỉ giao ga nay là hồi bán lo tới giờ nghỉ đi giao ga, hồi đó em giao ga nữa. Cũng có kinh doanh ga đó. Có kinh doanh ga nữa. Hồi đó em bán doanh số nó cao lắm á. Dạ. Anh cũng cửa hàng hay là cửa hàng đại lý, đại lý. Cũng đại lý chứ không phải phân phối, đại lý bán lẻ. Đây là cái lò 3 bát, cấu hình lò thì các bạn đã biết rồi á, sử dụng 2 bát 40, 1 bát xếp 50, sử dụng 2 lò chung, sử dụng 2 chép. À đây, cho âm thanh nó hát rất là hay ha. Thì đó, anh dán hai dán vô đó là được á. Nó có cái lọt đầy can dán vô. Khi mà khách hàng cho thuê hay muốn cho thuê thì người ta nhìn vô số điện thoại mình, người ta gọi là có liền.
Dạ. Cô đương cái này là đương cái gì cô? Thêm bài nữa đi. Thêm bài nữa đi chứ hát quá hay là khán giả rồi nghe người ta nghe có một bài xong người ta kiếm bài nữa khó quá. Ông anh hát rất là hay các bạn. Thì các bạn có muốn thuê lo kéo thì gọi cho ông anh mình dở tay chỗ cho thuê luôn nha. Bước theo chồng
anh em vào thương nhớ. Hôm lên tóc mềm cho lệ sầu thấm ướt đôi môi, xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cũ. Thương yêu không tròn thôi giá từ đi em ơi. Người quê lên xe hoa kỷ niệm buông vào hôn, bờ môi tắt hẳn nụ cười dậy phút bên nhau này còn đâu nữa. Người quê trong thương nhớ, người đi nhớ còn nhớ thương hoài. Anh ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dần hoa dần hết ân tình, tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ. Con đường xưa em thời gian có quên gì đã mòn kia quấn ghi, ghi một đêm chẳng thanh quên bên đường quấn tanh chỉ còn em với anh. Đây mình đã bàn giao xong cái loa ba bát cho ông anh nha các bạn. Lò ba bát này là cho công suất rất là hay, thì nó bề ngang nó là 1m3, bề vô là 50, bề cao là 90. Thì cái mẫu lò này các bạn mua về cho thuê rất là đẹp luôn. Đó. Mình bán thì mình bán toàn miền Nam của mình. Các anh chị có mua lò thì các anh chị cứ gọi cho mình số điện thoại 0948 85 86 85 hoặc là Zalo 096 34 83983 để mình tư vấn cho các bạn ha. Rồi các bạn thấy video của mình hay, các bạn bấm đăng ký kênh và chia sẻ kênh giùm nha. Rồi cảm ơn các bạn.